Đây là chú ngựa Bắc Hà, ngựa chiến. Chiến nhìn hai cây hoa mộc này. Ờ, đâu? Đây, gốc cái này. Ờ, đây là gốc hai cây hoa mộc. Ở chua được đấy. Giới thiệu về căn hầm và hai cây mộc. Đây là hai cây hoa mộc hương. Đây hai cây mộc hương. Trồng cùng thời với xây dựng cái dinh thự này và cái cây này. Đấy, một cây này, đây cây nữa. Cây này là do theo chú thích là cây đinh mộc hương này do ông Hoàng Yến Trao trồng. Đây. Đây. Đây, hai cây rất to, cổ thụ. Chưa đâu nhìn thấy cây to như thế. Dã man luôn. Đấy, dã man luôn, chưa nhìn thấy thật. Ở đây là thoát hiểm của Exit. Đúng rồi, chặn nhưng nó có thông lên trên này. Đào cai này. Chí muốn xem cái trên cái phòng này, các ảnh nó chụp đại gia đình nó còn lại. Người hầu, người hạ, nhiều lắm. Ờ, thế à, lên đây đi. Lên đây, tôi xem rồi, cứ lên trình đi. Bây giờ xem những cái ảnh, những cái chú thích của nó như thế này. Cứ ngó cho thoải mái đi. Bây giờ 5 giờ xem có không? Phòng của Hoàng A Tưởng đây. Còn các phát hiện thì... Đấy. Đây là Hoàng A Tưởng đây. Lịch sử rồi. Cho. Ê. Đi đằng sau là lên đi mà. Đây là hầm rượu. Rượu đấy. Đấy, 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 thấy chưa? Em ấy rượu này men ngô à? À bia. Thấy chưa? Đây là các chung rượu rất to rồi. Đấy. Mùi rượu thơm phức. Ăn rượu.
xem bồn rượu đàng hoàng đấy. Ừ. Quý khách chụp ảnh không chạm vào chung. Quá đẹp luôn. Đây chiếc gù gì. Nhưng mà thằng này làm to hay thế này? Làm bậc hơi cao. Ừ, không này chân tháp dài. Bậc làm tối đa 17 phân. 20 phân. Này là cái to này, cái kiến. Đốt bằng đất. Đốt bằng cỏ, bằng rơm. Xuống nhà ngang trước đi. Xong quay lên. Phòng gì đấy? Không có gì. Phòng này, phòng này, phòng trống đó. Chân nó ở đó gì đâu. Đây là các cô gái thiếu nữ ở Bắc Hà. Cô gái Bắc Hà. Ừ. Rất xinh đẹp. Đây vào đây cũng các cô gái Bắc Hà rất xinh đẹp. Nhìn là biết là xinh. Đây là hai cô gái Bắc Hà rất duyên dáng. Đây là hầm gì đây? Rất đẹp. Đây là sợi đay đây. Máy quay tơ các bạn ạ. Đây cây đay và máy buông tơ đây. Từ cây đay ra. Đây là khung cửi. Khung cửi để dệt. Bản sắc của các cô gái Tây Bắc. Rất đẹp. Nhuộm tràm này. Không có gì không? Không có gì. Hôm nay có mấy cây này, cây này. À đây là máy xay lúa đây. Máy xay thóc. Cối, cối xay thóc. Yên ngựa này. Rồi, yên ngựa này. Cây này, giá gạo, cây tay. Cây này. Cối đá này. Đây, cây bừa cuốc này. Đây là cối đá và chày để dã lúa. Chày dã cối cối tay ấy. Cái này là cái yên lúa. Ừ. Còn bên kia bọc sang kìa. Còn bên chả có gió cả. Mấy cái chày ảnh có vẩn như thế nào. Đến xuống đi. Đi luôn. Dưới xong cái tầng dưới không? Chào bác. Có gì không? Xem kiến trúc của nó là xem có gì.
chảo này ăn ngon này. Ừ. Có mua cân không? Kiến mua. Vâng, tham quan đi ạ. Ôi thì toàn đồ tốt này, sáo mèo ấy. Làm cái này về làm tù và này. Và xem điếu cày không? Ờ. Các loại bầu lợn này. Đây đàn tính. Vào đây. Đây các thổ cẩm của vùng Tây Bắc. Có cả bác cả con trâu này, bác cả con đường biển con đường. Đó rồi, thêm một cái. À, mít đây, mít xin đi cầm cả tổ bà trâu này, cho hợp mặn. Đẹp. Có phải buộc cái này là cầm cái này này con chạy thì con bộ làm nữa béo đẹp mặc cái đẹp. Đâu vậy? Mày đây xem nào. Này. Đổi cái đấy. Không hơi to. Có bún đi. Đây là bún đi. Đi bộ vào. Đâu, nó bún đâu. Quay xuống như trong lớn nhé. Đấy. Con này con gì? Con này con tê giác à? Con này con chó. Đây là anh Hải. Cái em hỏi thêm anh là cái tối mà người ta ca nhạc múa bay ở chợ thì có khoảng mấy giờ đâu? Hẹn gặp lại nhá. Video à? Hẹn gặp lại nhá. Chào mọi người nhá. Quá.